Tiếp nối sẽ là một thông tin giáo dục đáng chú ý. Thưa quý vị, thời điểm này, tất cả các trường trung học phổ thông trên địa bàn Hà Nội đã hoàn thành việc nhận hồ sơ của học sinh trúng tuyển nguyện vọng 3 và bắt đầu tổ chức sắp xếp học sinh vào các bang và các lớp để chuẩn bị cho năm học mới. Tuy nhiên, theo chỉ đạo từ Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Hà Nội, thì các trường sẽ không được phép tổ chức kiểm tra, thi để chia lớp. Theo đó, năm 2015-2016, mỗi trường có nhiều nhất là 3 bang: bang khoa học tự nhiên, bang khoa học xã hội và nhân văn, bang cơ bản. Căn cứ vào nguyện vọng của học sinh, đội ngũ giáo viên và cơ sở vật chất của trường, hiệu trưởng các trường trung học phổ thông đề xuất số bang, số lớp, mỗi bang của trường và trình Sở Giáo dục Đào tạo duyệt. Sau khi trúng tuyển vào trường, học sinh được xếp vào các bang trên cơ sở nguyện vọng. Điểm xét tuyển của học sinh và phương án phân bang đã được duyệt. Trong trường hợp chưa đáp ứng ngay được nguyện vọng của học sinh trúng tuyển, nhà trường chủ động gặp gỡ học sinh, phụ huynh để cùng giải quyết. Trường hợp không giải quyết được, nhà trường báo cáo Sở Giáo dục Đào tạo để có phương án giải quyết. Các trường trung học phổ thông không được tổ chức kiểm tra để phân bang chia lớp. Việc phân chia học sinh vào các lớp phải đảm bảo sĩ số theo quy định, tuyệt đối không để sĩ số giữa các lớp chênh lệch nhau quá lớn.